cho tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu về ngành kinh doanh cà phê. Thiết ngành kinh doanh quán cà phê là một trong những ngành được yêu thích nhất hiện nay. Ngành kinh doanh quán cà phê là ngành được các bạn trẻ chọn khởi nghiệp hàng đầu hiện nay. Hàng ngày các bạn đi đâu, các bạn ra uống quán cà phê thấy khoảng 300m, 200m tiền một quán cà phê hoặc một cái quán trà sữa nào đó. Thì đa số hiện giờ tất cả các bạn trẻ nhất là thấy là ở ngành kinh doanh quán cà phê nè, quán trà sữa nè, đó là một trong những ngành là giống đó, dễ kinh doanh. Kinh doanh quán cà phê, quán trà sữa mang lại lợi nhuận cao, tiềm năng rất lớn khiến người Việt chúng ta lên mỗi ngày là uống cà phê nhiều nè, uống trà sữa. Sự bùng nổ của quán cà phê ngày càng nhiều để đáp ứng nhu cầu uống cà phê của người Việt về quán trà sữa. Rồi, hẹn gặp lại các bạn vào lần tiếp theo.